Rồi bữa hôm học tới đâu rồi? Lần thứ nhất xong chưa? Rồi tới lần thứ hai. Lần thứ nhất xong rồi tới lần thứ hai. Ghi cho kỹ, lần thứ hai nó hơi lộn xộn. Cũng đọc trong Chu La Vát Ga, mấy đứa đọc trong Chu La Vát Ga, hai cái chương cuối đó là nói về hai kỳ kiến tập. Nhớ chưa? Thầy nhắc cái này nhớ không? Cái trang Phật giáo Nguyên Thủy, đứa nào cũng vô mạng được mà phải không? À, Phật giáo Nguyên Thủy, trong Phật giáo Nguyên Thủy có kinh Luật Luận phải không? Vô phần luật, rồi trong cái phần luật đó vô tiểu phẩm, họ ghi là tiểu phẩm. Vô phần tiểu phẩm thì đọc hai chương cuối của tiểu phẩm á, là nói về hai kỳ kiết tập theo ghi lại của Nam truyền Phật giáo đó. À, rồi học tiếp phải không? Bữa nay có thể là cái đề để mình viết tiểu luận á, nó khó, có thể qua 2 giờ này không kịp, học 2 giờ nữa. Đọc trong tẩm cái phần này của Luật Tạng của Nam truyền ha, để mình biết về kỳ kiết tập kinh điển lần thứ hai theo quan điểm của Nam truyền Phật giáo. À, còn quan điểm của Bắc truyền, quan điểm của Bắc truyền thì mình đọc cuốn sách nào để biết cái quan điểm của Bắc truyền. Theo Chu La Vát Ga, tiểu phẩm Luật Tạng của Nam truyền thì 100 năm sau Phật nhập Niết Bàn. À, 100 năm sau Phật nhập Niết Bàn. Theo quan điểm của Bắc truyền là 110 năm hay là 116 năm sau Phật nhập Niết Bàn. Xê xích có mười mấy năm mà cái sai số này được không? Cách đây mấy ngàn năm mà xê xích dài 5-10 năm mà cũng không thành vấn đề lắm ha. À, nhưng mà nó hai quan điểm khác nhau hoàn toàn. Làm phải có lý luận á. Dạy thì nghe. Theo quan điểm của Nam truyền Phật giáo á, là Ngài Gia Xá. Ngài Gia Xá đi có một cái, Ngài đi tới thành Tỳ Xá Ly. Trong cái công việc giáo hóa của Ngài, Ngài đi tới thành Tỳ Xá Ly, Ngài thấy các tỳ kheo trẻ tuổi ở đây nè, các tỳ kheo ở Tỳ Xá Ly á, bắt đầu thực hành những cái mới mà hồi nào giờ truyền thống chưa có. Ví dụ như là quá đúng ngọ là ăn cơm, nhưng mà bây giờ quá cái bóng nó ngã khoảng hai ngón tay vẫn còn ăn cơm được. À, rồi muối được cắt qua đêm. À, muối được cắt qua đêm, muối để trong sừng đó. Rồi cái tọa cụ viền, được viền xung quanh, mấy thầy viền xung quanh chứ không phải được viền xung quanh. Mấy đứa biết cái tọa cụ không? À, cái tọa cụ mình hình nhìn mấy hình mấy cái bàn tổ mà chùa là xưa, các vị hòa thượng hồi xưa đắp y mà miếng trắng miếng đen rồi cầm trên tay cái này nè, cái miếng vải đó là cái cụ á, để lại khi mà lại để xuống gối đầu là cái cụ á. À, thì có một số điều là bắt tăng chúng tỳ kheo ở Tỳ Xá Ly họ thực hành, Ngài Gia Xá thấy không chịu. Trong đó đặc biệt có một điều là tiền, để cái thau nước ra rồi người ta Phật tử người ta cúng tiền người ta quăng vô trong đó đó. À, thì Ngài Gia Xá cực lực chống đối. À, và Ngài cho đây là những điều là không có đúng, không có hợp với lời Phật dạy, cho nên là tăng chúng của Tỳ Xá Ly gom lại. À, kết tội ngài bắt ngài phải im lặng. À, giống như là đi nói xấu lỗi của chúng tăng vậy. Nhưng mà ngài đi cái cách ngài nói, cuối cùng là người ta cũng biết được. Rồi cuối cùng họp lần thứ hai tẩn Gia Xá, trục xuất Gia Xá khỏi Tỳ Xá Ly, nhưng mà chưa kịp làm nữa là ông cụ cũng trốn tuốt rồi. À, Gia Xá đi mất. À, Gia Xá đi rồi, Gia Xá đi về hướng một hướng, vận động các vị trưởng lão đến để mà tổ chức đại hội giải quyết vấn đề này. Thì bên Tỳ Xá Ly tăng chúng của Tỳ Xá Ly cũng vận động. À, thành ra cuối cùng lại là nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là Gia Xá thấy 10 điều mà chúng tùy theo đi thực hành, Gia Xá cho là không thích hợp. À, không hợp lại Phật dạy, đó là nguyên nhân dẫn đến kỳ kiết tập kinh điển lần thứ hai. Được chưa? 10 điều đó mình kêu là 10 điều gì? Còn mình giờ nhiêu điều? Vậy phi chỗ nào? Mình còn quá cha nữa phải không? À, thành ra đó, thì cuối cùng là thành lập được một ủy ban gồm có 8 người, trong đó trưởng lão Diêm Phù Đàm làm chủ tịch. À,
Rồi cuối cùng rồi phân cuối cùng rồi các vị trưởng lão cho rằng là những điều này là không hợp, không đúng, những điều này là sai. Cho nên là sẵn đó tổ chức cuộc họp gồm 700 vị trưởng lão thượng túc á, gọi là thất bách kiết tập, 700 vị. Thế cái đại hội đó có 700 thành viên á, ngài trưởng lão Diêm Phù Đàm làm chủ tịch. Mà trong sử còn ghi lại á, là trưởng lão Ly Bà Đa là cái người mà đứng ra đọc luật á, thì bên Tỳ Xá Ly có cho người đến mà đút lót á, đút lót cho đệ tử, cho thị giả vừa nhờ. À, nhưng mà ngài Ly Bà Đa không chịu, không chấp nhận, là dẫn đến cuộc kiến tập. Do Gia Xá thấy những điều 10 điều mà tỳ kheo, chúng tỳ kheo ở Tỳ Xá Ly thực hành và ngài cho đó là không hợp, dẫn đến đại hội. Trong đó có một ủy ban 8 người, 8 vị trưởng lão lớn, và cuối cùng cái quyết định cuối cùng của 8 vị trưởng lão cho rằng 10 điều này là thi pháp, không phải Phật chế. 10 điều đó có thể vô trong về lấy sách ra coi, còn giờ này thì xếp sách lại. Rồi chưa? Sau đó thì chúng tỳ kheo trẻ tuổi của Tỳ Xá Ly họ được 1.000 người, họ tổ chức kiết tập riêng gọi là đại chúng kiết tập. Cái số tỳ kheo trẻ tuổi đó họ kéo nhau và đi, họ tổ chức riêng, và đại hội đó thì kiết tập đó gọi là chúng kiết tập Mahasangiti, đại chúng kiết tập. Như vậy là có, sau Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm theo Nam truyền Phật giáo thì đã có 2 đại hội kế tiếp đó, phải không? Và 2 đại hội đó đánh dấu lần đầu tiên Phật giáo phân phái tọa bộ và đại chúng bộ. Mahasangiti, đại chúng kiết tập. Mahasangiti, đại chúng kiết tập. Thành ra 100 năm theo Nam truyền Phật giáo là đã tách làm 2 bộ, thượng tọa bộ gồm những vị trưởng lão bảo thủ và đại chúng bộ gồm những vị tỳ kheo trẻ tuổi cách tiến. Được chưa? Đó là cái nguyên nhân là do Gia Xá thấy vậy, thấy điều mà nhờ thực hành của chúng tỳ kheo. Nhưng mà phía bên trong nó là cái gì? Phía bên trong mấy đứa biết là gì? Phía bên trong nó là bất đồng quan điểm về giới luật của Đức Phật, đúng không nè? Không đồng ý với nhau về giới luật của Đức Phật, cái cách, cái phương thức tiếp cận, cái cách thực hiện, thực hành lời dạy của Đức Phật khác nhau đó. Cho nên phân phái, đúng không? Nói sao im ru chứ, ngủ quá ra. Đang viết bài đứa nào vậy? Nào thầy nhắc lại nè, theo quan điểm của Nam truyền Phật giáo là do bất, theo quan điểm của Nam truyền Phật giáo, nguyên nhân dẫn đến kỳ ký tập kinh điển lần thứ 2 là bất đồng quan điểm về giới luật, nhớ chưa? Bất đồng quan điểm về giới luật, các vị không đồng ý với nhau về những điều mà Phật chế, cho nên dẫn đến phân phái Phật giáo. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay mình còn lại được bao nhiêu bộ luật? Còn được bao nhiêu bộ luật? Còn được 6 bộ luật. Tứ phần luật là luật của trường phái Pháp Tạng, Pháp Tạng bộ đó, Đạt Ma Rút Ta Ca. Tứ phần luật Đạt Ma Rút Ta Ca Vinaya là tứ phần luật á, được chưa? Bộ thứ hai là ngũ phần luật. Tỳ Na Gia căn bản thiết nhất thiết hữu bộ Tỳ Na Gia Mula mới bỏ rồi, bác hàm tùng lực thì ở dưới kia thấy không? Giờ làm sao? Thôi mệt quá, hình như nói tiếng Việt đi. Hiện nay bây giờ mình còn lại 6 bộ luật. Đạt Ma Rút Ta Ca đó là tứ phần luật á, Savatthi Vada Vinaya Mula Savatthi Vada là ngũ phần luật á, Mahisasaka là bát thập tụng luật. Còn 2 bộ nữa, một bộ là Maha Tăng Kỳ Luật, phải không? Đó là Mahasangika Vinaya là Maha Tăng Kỳ Luật á. Luật của đại chúng bộ là
Cái này là Ma Ha Tăng Kỳ luật, luật của Đại Chúng Bộ, gọi là luật Ma Ha Tăng Kỳ, được chưa? Và bộ luật mà của các vị bảo thủ bây giờ là của Nam Truyền Phật Giáo đó, luật của Nam Truyền đó, nó là mấy bộ? 6 bộ, đúng chưa? Nam Truyền luật Thiện Kiến Tỳ Bà Sa, bộ luật Thiện Kiến Tỳ Bà Sa là của Bút Đa Câu Sa, ông chú giải luật thôi, chứ cái bộ đó là không phải gốc Đức Phật đó. Thiện Kiến Tỳ Bà Sa, như vậy là mấy bộ rồi nè? 5 bộ. Và bộ luật của Nam Truyền nữa là sao? Nếu cho rằng, nếu cho rằng vì tranh chấp về giới luật, bất quan điểm về giới luật, thì tại sao 6 bộ luật còn lại nó giống nhau? Nó giống nhau ở điểm nào? Nó giống nhau ở tứ ba la di, nó giống nhau ở 13 pháp tăng đàn, nó giống nhau ở 8 pháp ba la di của ni, và mười mấy pháp tăng đàn của ni, 17 pháp của ni. Nó chỉ khác nhau về số lượng. Ví dụ như Trung Học Pháp bên tăng 100 thì bên Nam Truyền Phật Giáo nó không đủ. Ví dụ như theo luật của Tứ Phần, giới tỳ kheo tăng là 250 giới, thì giới tỳ kheo tăng của luật Nam Truyền nó có 227 giới thôi. Luật tỳ kheo ni cũng vậy. Nếu như luật tỳ kheo ni của Tứ Phần luật, mình là mình theo Tứ Phần luật là 350 giới, phải không? Thì bên kia nó 300 mấy chục giới, không có tới, không có bằng. Nó khác nhau về số lượng. Đó là những cái giới nhỏ nhặt. Ví dụ như Trung Học Pháp, thực ra Trung Học Pháp, luật Trung Học Pháp đó là dạy phải y tế hạnh mình, không được vừa đi vừa nhảy. Có đứa nào vừa đi vừa nhảy không? Không được vừa đi vừa nhảy. Vào nhà cư sĩ không được vừa đi vừa nhảy. Vừa hôm này có nói mấy cái nguyên nhân mà Trung Học Pháp cho mấy đứa nghe. Trong đó có một đám tỳ kheo không biết bao nhiêu ông, mà cái ông lớn nhất á, ông mới có 17 tuổi thôi, gọi là thập thất quần tỳ kheo. Có nghĩa là các lúc đó Đức Phật chưa chế cái giới là 20 tuổi mới được thọ giới, cho nên có một số đi theo xin mấy thầy xuất gia, mấy thầy cho. Hồi xưa xuất gia thọ giới được thọ giới của Túc, bây giờ Nam Truyền họ còn giữ cái truyền thống đó đó. Bên Nam Truyền á, là một ngày là tam đàn luôn, chứ không phải như mình là xuất gia rồi thời gian thọ sa di, thời gian thọ tỳ kheo, bên ni có xiết samana 2 năm nữa, phải không? Rồi mới được thọ cụ túc. Còn bên Nam Truyền á, tỳ kheo tăng á, bên Nam Truyền tỳ kheo tăng là buổi sáng xuất gia rồi làm lễ rồi thọ giới, chiều lên chức thầy liền. Hỏi tỳ kheo, tỳ kheo đó làm liền, là một ngày là họ tam đàn luôn, thọ luôn cụ túc luôn. Còn tỳ kheo ni bên Nam Truyền có không? Có à? Vậy à? Chưa à? Bên Nam Truyền Phật Giáo tỳ kheo ni yếu lắm. Bên Sri Lanka, tổ chức của Phật Giáo Thế Giới mở giới đàn 1996 tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, có đông đảo các vị thượng túc từ các nước, nhất là bên Đài Loan, Trung Hoa, Hồng Kông, Singapore rồi này nọ, gom lại để mà tổ chức cái giới đàn ni, truyền giới cho 10 cô ni Sri Lanka. 10 cô ni đó đi về Sri Lanka không chịu nổi, cuối cùng phải chạy qua Mỹ sống, tại bên bển ta không chấp nhận. Nhưng mấy đứa nên nhớ, ni của Ấn Độ truyền đầu tiên ra nước nào không biết, đúng không? Thôi cái đó để sao đi, mệt quá nói cái này đi, để họ chạy vòng vòng. Thôi nói cái này cho xong cái đó, mệt quá. Thì theo quan điểm là bất đồng, theo Nam Truyền bất đồng quan điểm về giới luật, cái cách giữ gìn tiếp cận hay thực hiện lời dạy của Đức Phật á khác nhau, cho nên sanh ra mà cái kỳ ký tập kinh điển lần thứ hai, phải không? Nhưng 6 bộ luật còn lại là giống nhau, chỉ khác về số lượng và những điều nhỏ nhặt. 6 bộ luật mà còn lại, luật của các bộ phái là luật tiểu thừa hay luật đại thừa? Mấy đứa nên nhớ, luật của các bộ phái là luật tiểu thừa, được xếp vô là Hinayana đó. Nhưng mà cái chữ tiểu thừa không có nghĩa là tiểu thừa là xe nhỏ, xe đạp, đại thừa là xe hơi. Nhớ nghe chưa? Đừng có cái quan niệm đó. Người ta tạm thời xếp trong khoảng thời gian đó, sau này người ta không có dùng từ tiểu thừa nữa, mà người ta dùng bộ phái Phật giáo, thời kỳ Phật giáo bộ phái. Cái Phật nhập Niết Bàn rồi đó là thời kỳ Phật giáo bộ phái, chứ người ta bỏ cái từ tiểu thừa. Mấy đứa cũng nên bỏ cái từ đó đi, gọi là Phật phái, chứ không gọi là Phật giáo tiểu thừa. Cái thái độ của Ngài Phú Lâu Na đó, Phú Lâu Na nói bạch Đức Thế Tôn,
đi đến cái chỗ đó để con thuyết pháp, vẫn giảng dạy dân chúng ở đó. Thì Đức Phật nói, này Phú Lâu Na, cái chỗ đó nghe nói dân người ta dữ mà. À, thì Đức Phật nói dân chỗ đó người ta dữ lắm. Thì Phú Lâu Na nói, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy cho con đi, tại vì dân đó họ dữ chứ họ chưa chửi con. À, nếu dân chỗ đó người ta chửi ông thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cũng cho con đi, tại vì chỗ đó họ chửi chứ họ chưa có đánh con. À, rồi Đức Phật hỏi, nếu họ đánh ông thì sao? À, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cứ cho con đi, tại vì họ đánh con chứ họ chưa giết con. Rồi họ có giết ông thì sao? Đó, thì cái thái độ này gọi là tiểu thừa được không? Cái thái độ mà hy sinh mà truyền giáo như thế này thì gọi là tiểu thừa được không? Cho nên là đừng có dùng cái từ tiểu thừa nữa, mà nên dùng cái từ bộ phái á, thì nó hợp lý hơn. Nhớ chưa? À, thì sáu bộ lực của sáu bộ phái còn lại, tất cả là 18 hay 20 bộ phái lần lần mình học tới. Nhưng mà bây giờ còn giữ lại á, là lực của sáu bộ thôi. Tại vì không phải 18 bộ hay 20 bộ sử ghi lại là có đầy đủ sách vở. Có những bộ phái mới ra đời, chưa kịp làm giấy khai sanh nữa là chết luôn rồi. À, như là Tây Sơn Trụ Bộ, Bắc Sơn Trụ Bộ, những cái bộ phái nó vừa thành lập chẳng bao lâu đâu là đã mất rồi. Còn những bộ phái mà còn sống dai á, là ví dụ như những cái bộ là sống rất dai, tại vì cho tới thế kỷ thứ tư dưới trướng của Ngài La Thập, khi mà dịch kinh á, vẫn còn luận sư của những cái bộ họ rất giỏi đó, luận sư của những cái bộ còn thế thân đồ vô trước đồ lúc đầu là luận sư của những cái bộ cả đó, chiếm toàn cái khu Bắc Ấn luôn. Cho nên á, nếu cho rằng tranh chấp về giới luật dẫn đến phân phái Phật giáo, thì tại sao sáu bộ luật còn lại nó giống nhau? Mấy đứa nghe kịp không nè? Nếu bất đồng quan điểm về giới luật dẫn đến tranh chấp bộ phái, thì tại sao các bộ luật còn lại nó giống nhau? Đặt vấn đề được chưa? Bây giờ theo lịch, theo tài liệu Bắc Truyền là theo tài liệu của Bắc Truyền dẫn nguyên nhân dẫn đến phân phái Phật giáo đó bắt đầu từ năm việc của Đại Thiên, Đại Thiên Ngũ Sự đó, dư sở dụ vô tri, do dự tha linh nhập, rồi không chịu ghi, thì đọc như đọc chánh tả vậy mới ghi, nói là phải lo chứ. Dư sở dụ vô tri, do dự tha linh nhập, đạo nhân thanh cố khởi, ngồi đó mà nắng nó thì viết đại thư pháp vô đi, viết thư pháp đó, được chưa? Dư sở dụ vô tri, mệt quá, vô tri chi thầy đọc chuẩn lắm chứ đâu đến nỗi đâu. Dư sở dụ vô tri, do dự tha linh nhập, đạo nhân thanh cố khởi, thị danh chân Phật giáo, câu thứ tư được chưa? À, thì nhân vật Đại Thiên, sách nào ghi lại nhân vật này? Đại Tùy Bà Xá Luận có ghi lại cái cuộc đời của Đại Thiên theo quan điểm của Nhất Thiết Bộ đó. Mahavibhasa đó, Đại Tùy Bà Xá đó, Mahavibhasa, Vibhasa là Đại Tùy Bà Xá. Đại Tùy Bà Xá có ghi lại cái câu chuyện về cái cuộc đời của Đại Thiên nè, tập trung nghe nè, có bốn câu ghi không xong rồi nói chuyện hoài, có bốn câu à, ghi cũng không xong nữa, không xong thì về là tập ra đi ghi, đọc sách đi ghi, không tới đại hậu rồi mà đọc hai ba lần rồi ghi không xong, hỏi qua hỏi lại dùm hết chưa. Trong Đại Tỳ Bà Xa có nói tới nhân vật Đại Thiên à, ông là một người phạm tội ngũ nghịch á, ông là con của một thương gia giàu có ở thành Pataliputra, à, rồi cha ông đi làm ăn xa ở nhà. À, ở nhà ông lớn lên đẹp trai học giỏi gì đó, ông lại lấy mẹ ông ăn ở với mẹ ông, được chưa? Khi cha ông về thì ông sợ cái chuyện này bị tiết lộ, cho nên ông giết chết cha ông là phạm một tội, phải không? Cái thứ hai là khi mà có một vị tỳ kheo thường hay tới lui nhà mà cúng dường đó, thì vị tỳ kheo này hình như biết được cái chuyện mà bậy bạ của hai mẹ con, cho nên ông cũng ra tay ông sát hại vị tỳ kheo này. Nhưng mà cụ này lại chứng A La Hán rồi, mấy tội rồi. Rồi sau đó là hụt hạt với bà mẹ, và cuối cùng ông giết luôn bà mẹ ông luôn, là mấy tội rồi. Xong á, ông sau đó ông gia nhập vô Phật giáo, ông theo tăng chúng, ông gia nhập vô Phật giáo, rồi bắt đầu ông gây chia rẽ tăng đoàn,
mấy tội? Là ông phạm mấy cái tội lớn không, đúng không? Đó là theo quan điểm của Tỳ Bà Xá Luận ghi lại cuộc đời của Đại Thiên. Tỳ Bà Xá Luận là tác phẩm của Nhất Thiết Hữu Bộ, sách xưa ghi như vậy. Bây giờ mình thử mình coi lại cái nhân vật Đại Thiên này như thế nào. Ông là một người giỏi, giỏi đến nỗi mà vua mời vô trong cung thiết pháp ấy. Và không có một cái tác phẩm nào của Đại Thiên còn lại chứ, hầu như bị đốt bỏ hết. Kathāpattu, bộ luận của Nam Truyền Phật Giáo á, chỉ có nhắc qua thôi chứ không ghi lại quan điểm của Đại Thiên. Nhưng mà quan điểm của Đại Thiên á, rồi thầy Hành Bình sẽ vô nói kỹ hơn cho mấy đứa nghe. Quan điểm của Đại Thiên có phải là của Đại Thiên hay không, hay là bắt đầu người ta bàn bạc sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn? Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi nhiều vấn đề đặt ra lắm. Ví dụ như quy y Tam Bảo, thì bây giờ Phật Bảo không còn nữa, thì quy y Tam Bảo làm thế nào để quy y, chọn quy y Tam Bảo đây? Chuyện thờ cúng xá lợi, lễ tháp như lễ Phật, rồi những người mà người ta không có cơ hội người ta tới thì sao đấy? Rồi cái chuyện là A-la-hán, A-la-hán có bằng Phật hay không? A-la-hán có bằng được Phật hay không? Hay là sau này Nam Truyền cho rằng A-la-hán là A-la-hán thôi, còn Đức Phật là A-la-hán chánh đẳng giác hả? Đúng không? A-la-hán chánh đẳng giác thì Phật là A-la-hán, nhưng mà A-la-hán chánh đẳng giác, còn các vị khác thì A-la-hán chỉ là A-la-hán thôi. Bây giờ nói là dư sở dụ vô tri, cái những điều mà Đại Thiên chủ trương đó, thực ra đó không phải là những điều của Đại Thiên, mà là những điều đã được bàn cãi trong tăng chúng. Dư sở dụ có nghĩa là cái thân thể vật lý này nè, ông ngủ, ban ngủ thì ông bị xuất tinh, đáng lẽ cái này mới cũng học đó, thì sáng ra Phật đệ tử ông giặt đồ mới hỏi, ủa sao thầy bậc A La Hán rồi, thầy chứng A La Hán rồi mà sao còn cái thầy? Ông nói cái đó là cũng như ma nó dụ đó, cho nên bị vậy đó. Đó là cái cách giải thích của Tỳ Bà Xá Luận. Đức Phật có bị bệnh không? Đức Phật có nhức đầu không? Đức Phật có gần khi ngài nhập Niết Bàn thầy bị ngài bị bệnh gì? Bị bệnh cái gì? Ngài có bị nhức đầu, Đức Phật có bệnh cãi không? Kêu chị Lệ chích. trong Di Ma Cật á, là có một lần ngài Anan đi xin sữa đó, sáng ra đó thì ngài Anan đi xin sữa gặp ông Di Ma Cật. Ông Di Ma Cật cũng hỏi, thầy đi đâu vậy, sáng sớm thầy xách bình bát thầy đi đâu vậy? Nói trưởng giả Đức Thế Tôn có bệnh, tôi đi xin sữa, tôi đi khất thực sữa về cho Đức Phật uống, không biết có uống thuốc hay không. Nói là tôi đi xin sữa về Đức Phật uống. Thì Di Ma Cật cũng nói, thầy đừng có nói lớn, thầy nói lớn ngoài đạo nó cười cho, thân Phật là thân kim cang, làm gì có bệnh, nghe được không? A Nan nghe thôi lật đật xoay lưng xách bình bát đi về. Thân Phật là thân kim cương, thân sắc vàng mà nguyên cục vàng bự, làm gì có bệnh. Thành ra là A Nan không biết trả lời. A Nan te te xách cái bình bát đi về. Nhưng mà chư thiên người ta nhắc nhở, chư thiên người ta nhắc nhở Đức Phật là thân Phật là thân kim cang, nhưng mà cái thân nào thì hiện xuống dưới này thì có bệnh. Thành ra đi xin sữa. Ông lợi ông cũng lợi, thì cái ông Bà La Môn ông nói, thầy đi đâu sớm vậy? Nói tôi đi xin sữa, Đức Thế Tôn có bệnh. Ông nói thì con bò ở đằng sau, ra đằng sau. Ông ra ông thấy con bò, ông đứng đây, ông đâu có dám lợi dắt sữa bò, hồi xưa nó đâu có cái máy đó. Đứng đó hồi vua trời Tịnh Cư Thiên phải xuống hỏi sao thầy làm gì, thầy đứng kế bên chuồng bò, nói tôi xin sữa mà tôi không biết làm sao đó. Thì trời Tịnh Cư Thiên mới giả làm một ông Bà La Môn lại dắt sữa dùm cho A Nan. Thì như vậy Đức Phật có bệnh không? Đức Phật có nhức đầu không? Trong sử còn nói là khi mà dòng Sa Kia bị sát hại, Đức Phật nhức đầu mấy ngày. Nếu như có thân thể vật lý này, mình có phải chịu sự chi phối của thân thể vật lý không? Đức Phật có biết nóng biết lạnh không? Chắc chắn là phải biết. Lạnh thì ngài mới biết, lạnh nóng thì vì cái thân thể vật lý này phải chịu sự chi phối của thân thể vật lý này. Đó là dư sở dụ á. Có thân thể vật lý là phải chịu sự chi phối của thân thể vật lý. Đức Phật cũng ngài có khác nữa không? Đó, có khác nữa chứ. Bây giờ chứng A La Hán cái gì không biết, nhưng mà mang cái thân thể vật lý này thì phải chịu sự chi phối của nó. Đó, khác nữa. Đức Phật cũng có khát nước, ngài có nhức đầu,
À, ngài có nhức đầu, có bệnh đâu á. Thành ra là cái chuyện mà dư sở dụ nó không phải là theo cái cách giải thích là ma dụ hay là gì. Cái thân thể vật lý này phải chịu sự chi phối của thân thể vật lý này. Kể cả mấy cô cũng có cái chịu cái chuyện đó. Đức Phật có nói người nữ có mấy điều chướng ngại, trong đó có 5 điều chướng ngại. Điều thứ nhất là theo cái quan niệm xã hội á, là phải lấy chồng và về nhà chồng, thì cái đó bây giờ thay đổi phải không? Sanh con và cho con bú, cái thân thể người nữ á, cái này là phải thân thể vật lý á, đúng không nè? Không có cái gì gọi là để cho mình phải là mặc cảm tự ti hết trơn á. Mỗi tháng phải trả bài đó. Cái đó là thân thể vật lý, không có cái gì phải là mình phải xấu hổ gì cái đó. Nói cái đó là cái ngày đó là cái ngày gì đó, cái đó ai gì đó, mình không có nên là xấu hổ gì cái ngày đó. Tại vì cái thân thể vật lý này thì phải chịu sự chi phối của nó, được không nè? Chứ không phải cái ngày đó đủ thứ chuyện, không có. Có thể là vì sự chi phối của nó cho nên nó gây cho mình nhức đầu, đau bụng hay cẳng chân sưng gì đó, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng đó là cái thân thể vật lý thì phải chịu cái hệ quả của nó, thế thôi. Chứ không có cái gì là phải tụng chú rồi nọ cho nó sạch lại, mệt bị bạ không. Có thân mới khổ. Mình có cái thân thì mình phải sự chi phối của nó. Nửa tháng phải cạo đầu một lần tại vì tóc nó ra, đúng không? Thân thể vật lý phải chịu. Còn nói là vô chi một bậc a la hán á là biết hết mọi thứ không, hay là ngài chỉ biết những điều gì liên quan tới giác ngộ giải thoát thôi? Vấn đề ở đây á, năm việc của đại thiên á, mình đọc sơ qua, thường thường sách sử ghi á, là chỉ cho rằng á, là đại thiên chủ trương những cái điều tầm bậy tầm bạ, đúng không? Thực ra những điều này á là xoay quanh vấn đề a la hán có bằng Phật được hay không. Hồi nãy giờ thầy nói sơ sơ cho mấy đứa nghe như vậy, bậc a la hán có được như Phật không? Nhất thiết kiến không? Có nghĩa là Đức Phật ngài nói những điều mà ta biết thì nó nhiều như lá cây trong rừng, những điều mà ta nói cho các ông nghe thì nó nhỏ bằng nắm lá cây trong tay. Có thể nghĩa là ngài biết rất nhiều và cái ngài nói cho mình nghe rất ít. Như vậy Đức Phật có nhất thiết trí. Còn bậc a la hán có nhất thiết trí không? Hay là các ngài chỉ biết đến những cái vấn đề liên quan tới giai đoạn giác ngộ thôi? Còn mấy vấn đề khác bây giờ đưa computer hỏi này gì ông biết không? Chắc là không biết. Có những điều là a la hán không biết. Như vậy cái vô tri đó là nhiễm ô vô tri và bất nhiễm ô vô tri, nó có hai loại. Giờ a la hán biết loại nào thôi, chứ a la hán không phải là bậc nhiên nhất thiết trí biết hết tất cả mọi thứ thì có thể được làm được chuyện đó. Đạo nhân thanh cố khởi, cái này là quan trọng lắm. Trong mấy cái điều đó chỉ giải thích xung quanh bậc a la hán á. Các vị a la hán khi mình chứng quả a la hán á, tự biết mình chứng a la hán chưa, hay là phải có người nói? Có người nói mới biết hay là tự biết? Có tự biết, và cũng có khi có người nói mới biết. Có những vị khi mà mình mấy đứa ở dưới có học Trung Bộ Kinh không? Hôm qua nghe nói cái gì mà đừng nhìn tâm phiền não gì đó, Satu gì đó, rồi hồi hướng công đức. Hôm nay lấy ra đọc lại coi. Đồng Trung Bộ Kinh á, mấy đứa để ý cái công thức chứng một vị La Hán à. Khi mà một vị tu tập thiền định cho tới khi chứng La Hán là sao? Vị ấy biết sanh đã tận, hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã được đặt xuống, không còn trở lui lại đời này nữa. Đó là cái công thức khi một vị chứng A-la-hán thì họ biết được như vậy. Và có nhiều vị là tự biết, đúng không nè? Có nhiều vị tự biết và có những vị không biết à. Tới đó chơi chưa biết, Phật nói mới biết. Vakali, có cái kinh Vakali đó, ông Vakali ngài trưởng lão Vakali là ngài mến Đức Phật lắm, tu tập. Nhưng mà mỗi một ngày Vakali phải nhìn thấy Đức Phật một lần mới được. Không nhìn thấy chịu không nói. Ngày nào cũng vậy. Rồi đứng ở bên kia xa xa nhìn Đức Phật đi kinh hành ở bên đây. Ngày nào Vakali cũng phải nhìn thấy Đức Phật một lần thì ông mới chịu. Đến lúc mà ông gần chết á, gần nhập nước bàn, gần chết rồi mà phải nhìn thấy Đức Phật rồi mới chịu chết. Rồi cuối cùng mấy thầy báo rồi, Đức Phật mới lợi, Đức Phật mới nói thôi đủ rồi Vakali, cái thân thể này, cái túi da đựng mấy thứ dơ bẩn này có đáng đâu. Thì chừng đó ông mới mất, ông mới chết á. Thì
bắt đầu có một cái dòng khói đen. Trong kinh ghi là có một cái lằn khói đen nó hiện lên, nó chạy vòng vòng núi Linh Thú à. Nó chạy vòng vòng, rồi mấy thầy mới hỏi bạch Đức Thế Tôn sao có cái hiện tượng lạ là cái vòng khói đen nó hiện lên, nó chạy vòng vòng. Thì Đức Phật nói ma ba tuần nó đang kiếm Vác Ca Ly. Ma ba tuần nó đang kiếm Vác Ca Ly. Thì Đức Phật nói Vác Ca Ly đã chứng được thánh quả cho nên nó kiếm không được. À, nếu như cái này gọi là cái ái bình thường á thì Vác Ca Ly còn dướng không? Nếu dướng thì ma ba tuần nó bắt được không? À, nghĩa là ngài mến, nhưng em mến như cái kiểu mà bây giờ thường thường hai chị em rồi ha. À, mà lắm á. Thành ra đó Vác Ca Ly có tự mình biết không? Không, có những vị người ta tu chứng tự biết, và có những người phải nói là mới biết được à. À, tha linh nhập đạo nhân thanh cố khởi, cái này là quan trọng lắm. Thầy nhắc lại một lần nữa, nếu như có hỏi kỳ ký tập kinh điển lần thứ nhất thì kết quả của kỳ ký tập kinh điển lần thứ nhất có ra đời được bốn bộ hàm không? Đứa nào soạn bài không biết, khoa nào đó soạn bài, mấy đứa khoa 8 lấy cái đó học rớt liệt địa chứ. Thời đó đã có chữ viết chưa? Lấy chữ viết đầu ghi ra bốn bộ hàm. Ngu như vậy mà cũng ghi luôn nữa. Rồi cái người soạn bài, rồi cái đám ngu lấy học. Thời đó đã có chữ viết chưa? Hay là còn nhớ trong đầu? Mấy đứa nhớ là kinh điển Nikaya mình đọc á, Hòa Thượng Minh Châu khi ngài dịch á, ngài đã cố tình lược bớt rồi. Mình vẫn thấy là cứ lặp đi lặp lại đúng không? Nói đi nói lại đang cho nhớ mà. À, nói đi nói lại đang cho nhớ. Thành ra đó là thời kỳ đó vẫn còn nhớ trong đầu, kinh Phật dạy nhớ trong đầu, ngài nan nhớ, rồi các vị cũng phải tập mà học theo nhớ, chứ chưa có chữ viết để viết ra. Thành ra người nào mà nói á, là kết quả của kỳ ký tập kinh điển cho ra đời bốn bộ hàm là ngu, đừng có bắt chước nó. Bao nhiêu ngu thiên hạ cho nó ngu hết đi. Thời đó đã có chữ viết đâu mà ra đời bốn bộ hàm. Trong tạng kinh nguyên thủy, bản kinh xưa nhất là bản Sutta Nipata, kinh là bản xưa nhất, xưa về văn chương và xưa về cách biên tập. À, cái kinh xưa nhất của Phật giáo nguyên thủy đó là Sutta Nipata. Kinh điển của nguyên thủy cũng ba tạng kinh luật luận phải không? Thì trong cái phần kinh á chia ra làm năm bộ kinh, trường bộ có 34 kinh, những cái kinh dài mấy dài thầy nói như kinh Chuyển Luân Thánh Vương, kinh Phạm Võng, kinh Sa Môn Quả, kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc về trường bộ kinh. Những cái kinh dài ghi về lịch sử là trường bộ kinh. Trung bộ kinh 150 mấy kinh là giáo lý rất là nhiều trong trung bộ. Tương ưng tăng chi là Đức Phật nói những cái kinh là kinh một pháp à, rồi cái kinh hai pháp, những cái kinh nào mà hai pháp xếp theo kinh hai pháp, kinh một pháp rồi theo một pháp, dài lên cho tới kinh mười mấy pháp là đó tăng chi, tăng từng mức nha. Rồi cuối cùng là bộ tiểu bộ, nói là tiểu bộ là bộ nhỏ nhưng thực ra nó nhiều nhất, tại trong tiểu bộ nó tới 15 phần, 15 bản kinh khác nhau, trong đó có Lược Sa Di nè, có kinh của Sa Di nè, Pháp Cú nè, Therigatha nè, Tharagatha nè, Phật Sử nè, Nidesa, Chula Nidesa, Maha Nidesa, hai cái bản đó chưa dịch ra tiếng Việt. Đó, rất là nhiều, 15 phần thì Sutta Nipata, kinh Phật tự thiết, Phật thiết như vậy, cũng là trong tiểu bộ kinh, 15 phần. Thì Sutta Nipata là kinh tập á, là một phần trong 15 phần của tiểu bộ. Tiểu bộ là một trong 5 phần của kinh tạng. Đó, thì cái bản này là cái bản xưa nhất nè. Xưa về văn chương, xưa về cách biên tập, nó chưa có được tốt đẹp mà nó còn lộn xộn á. Cái cách biên tập hồi xưa đó là bản đó là xưa nhất, chứ không phải là bốn bộ hàm nha. Đứa nào mà ghi bốn bộ hàm vô giống như thách đố thì giờ này không phải giờ, lấy cái đó ra coi, muốn coi về nhà coi, về nhà thì không coi, vô lớp là cái ra coi. Như vậy là mình thấy nè, cho tới bây giờ cái hiện trạng của Phật giáo mấy đứa nhìn thấy, mình chia ra là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Tịnh Độ Tông, rồi Chơn Ngôn Tông, Thiền Tông, là do mình cách tu tập khác nhau hay là do giới lực khác nhau? Cái cách tu tập khác nhau là do mình hiểu lời dạy Đức Phật khác nhau và phương pháp tiếp cận lời dạy khác nhau, đúng không?
à, cho rằng muốn thành quả vị Phật á, thì niệm Phật mà về Tây Phương Cực Lạc cái đã. Hay là có người nói không, hồi đó Phật thành Phật, Phật không có niệm Phật, Phật chỉ ngồi thiền thôi. À, do như vậy á, kể cả phân phái Phật giáo là do sai biệt về tư tưởng hay là sai biệt về giới luật. Nhớ nghe, nói thì hay lắm làm bài. À, sai biệt về tư tưởng, và mình thấy là bắt đầu tranh luận, khi mà tranh luận về cái quả vị A La Hán có tương đương với quả vị Phật hay không là dẫn đến phân phái Phật giáo. Một số là cho rằng A La Hán là tới đó là hết, năng truyền Phật giáo chủ trương là chứng A tới A La Hán là hết. Đức ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, Đức Phật có nói thành Phật không? Trong Nam truyền Phật giáo là không có, chỉ chứng A La Hán là hết. Bắc truyền Phật giáo thì cho rằng A La Hán chỉ là bảo sở thôi, nghĩa là tới cái chỗ đó còn phải đi nữa. Cho nên là khi mà đặt vấn đề của Đại Thiên, có nghĩa là Phật giáo không phải ông là người đưa ra năm điều đó, mà những điều này đã được bàn bạc trong tăng chúng rồi. Người ta đã đặt vấn đề A La Hán có bằng Phật hay không, tại sao có những cái là phải nói ra mới biết. Ví dụ như, xin lỗi, nói thì phải nói cho hết, đi tiểu là kể cả mấy thầy cũng bắt buộc phải ngồi chứ không được đứng. Đứng nhận phạm những cái giới nhỏ, nhưng mà có vị A La Hán trong cơn thiền định mấy ổng tiểu đức, mấy ông tiểu đức quên mất tiêu, thì như vậy phải không bạn? Như vậy là bậc A La Hán còn dướng không? Dướng như thế mà bây giờ mặc quần đâu còn đỡ, chứ mà quấn y mà vẹt ra đó mà coi nó kỳ cảm lắm à. Hiểu không? À, vấn đề đặt ra là quả vị A La Hán có bằng đức Phật hay không, dẫn đến tranh chấp Phật giáo. Và ở đây là sự sai biệt về tư tưởng, khác nhau về cách nhận thức thực hành lời dạy của Đức Phật, cho nên là phân phái Phật giáo. Đó là theo quan điểm của Bắc Truyền, nhớ nha, theo quan điểm của Bắc Truyền. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, thầy hỏi mấy đứa là nguyên nhân phân phái theo Phật giáo thì mấy đứa có thể làm được cái bài đó không? Lý luận để làm ra được không? Đứa nào làm được thì làm, còn đứa nào làm được rớt. Đã nói ra tới cỡ chừng đó rồi mà còn nói chứ không chưa được nữa. Cái đại ý thầy đã nói hết rồi. Mấy đứa phải tư duy chi tí chứ, nghe chưa? À, bây giờ mình thấy cái cách dạy, lời dạy của Đức Phật nó một thôi à, nhưng mà cái cách hiểu khác nhau. Lời dạy của ngài một thôi, Đức Phật nói giáo pháp của ta chỉ thuận một vị, giống như nước biển vậy, chỉ là một vị mặn. Giáo pháp của ta chỉ thuận một vị, đó là vị giải thoát. Niệm Phật phải không? Nè, bây giờ mình nói theo cái chữ Hán á, cái chữ niệm Phật á, ở trên là bộ, kim nghĩa là hiện tại phải không? Hiện tại. Ở dưới là cái tâm mà trong hiện tại là niệm. Nếu như mà tâm không có trong hiện tại đó, luận nó nói khởi tính nói thị nhi bất kiến, văn nhi bất hình, thực nhi bất tri kỳ vị. Tâm mà không có mặt á, nhìn mà không có thấy, có sống trong tình trạng đó chưa? Nghe mà không biết nói gì, ăn mà không có thưởng thức mùi vị. Bắt đầu ăn mà chửi qua chửi lại, toàn là ăn ba cái đó không à, chứ còn đồ ăn thì không ăn, gấp bỏ vô miệng nhai nhai chứ mình đi chọt qua chọt lại. Thì niệm nè, Phật thì khỏi nói phải không? Chữ Buddha dịch là Phật, nhưng chữ Buddha có thể dịch một cái khác nữa không? Được không? Dịch là gì? Hả? Dịch là gì? Chữ Buddha chỉ dịch được Phật thôi à? Hả? Hả? Dịch được thêm được nữa không? À, thì bây giờ nè, giáo pháp của ngài chỉ thường một vị, thầy nói cho mấy đứa nghe. Cái chữ Buddha Nusmriti có nghĩa là niệm Phật. Thời kỳ Phật giáo nguyên thủy có niệm Phật chưa? Thời kỳ Phật giáo nguyên thủy có niệm Phật chưa? Ai nói chưa? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Có không? À, nhưng mà cái niệm đó là niệm như thế nào? Niệm đó là nghĩ nhớ đó, sống với nó đó,
nghĩ nhớ trong đầu, tập trung vào, sống với nó thì gọi là niệm. Và chữ Phật ở đây có nghĩa là Phật, và có một nghĩa nữa là tỉnh thức, là giác ngộ. Phật là đấng giác ngộ, phải không? Đức Phật ngồi dưới gốc cây, Đức Phật ngồi dưới gốc cây, mấy ông Bà La Môn đi tới thấy Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây đẹp quá, mà không biết là ai lại thưa ngài, ngài có phải là chư thiên không? Đức Phật nói không. Ngài có phải là chư thiên không? Không. Ngài có phải là người không? Không. Ngài có phải là Sa Môn không? Đức Phật nói không. Ngài có phải là Bà La Môn không? Không. Ngài có phải là Dạ So không? Không. Vậy chứ ngài là ai? Đức Phật nói ta là Phật. Từ đó về sau mới có chữ Phật. Ta là Buddha, rồi là một vị Phật, người đã giác ngộ. Như vậy cái chữ niệm Phật nó còn một nghĩa nữa là niệm giác ngộ, đúng chưa nè? Đó, nhưng mà sau này ra tông phái rồi diễn dịch là niệm Phật như thế này thế kia. Nếu như thầy Thanh Từ kêu gọi là chi vọng và để rồi bỏ vọng, thì lấy cái gì để chi cái vọng? Phải biết, phải lấy cái sự tỉnh thức để biết cái vọng không? Rồi thầy Nhất Hạnh kêu gọi là sống trong hiện tại, có phải là cái này không? Thì ngồi thiền niệm Phật hay là cái gì đi nữa là cũng phải bắt đầu từ đây mà ra, phải không nào? Như vậy thuần một vị được chưa? Chỉ là cái cách thực hành nó khác nhau thôi, hay là cái lời giảng dạy của các vị nó khác nhau, mình thích ông cụ nào thì mình đi theo ông đó, hiểu chưa? Chứ còn thực tế nó là một hay là mấy? Đó, Buddha Spiriti không? Đó là Buddha Nu Spiriti, đó là niệm Phật đó. Thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy đã có niệm Phật rồi, chứ không phải niệm Phật Di Đà đó, rồi sanh về bên bãi na. Phải hiểu cho đúng. Nếu như mình niệm Phật Di Đà sanh về bên đó, có khác Thiên Chúa giáo tối tối nào nó cũng cầu nguyện mai mốt nó về nó ở với Chúa không? Sự như vậy, sự khác nhau giữa Tịnh Độ Tông với Thiên Chúa giáo nó khác nhau chỗ nào? Nếu tối tối mình cũng niệm chung vô mùng niệm rồi ha, rồi lặng về Phật Di Đà, như vậy có khác với Thiên Chúa giáo tối tối nó Chúa ơi Chúa à, rồi mai mốt nó về nó sẽ nó ở với Chúa nó, khác không? Cái thằng đó nó cầu nguyện à, cái thằng bé nhỏ nhỏ bé bé con nó cầu nguyện, nó quỳ xuống giường nó nói Chúa ơi, 3 ngày nữa là ngày sinh nhật của con, Chúa nói với mấy người mà đem tặng quà cho con, tặng cho con một cái phong sô cô la cho thiệt bự đó. Thì ba nó mới nói, con cầu Chúa, con nói nhỏ nhỏ Chúa cũng nghe được chứ đâu cần la lớn. Nó nói dạ, nói nhỏ nhỏ Chúa nghe, ông nội kế bên không nghe, thành ra phải la lớn cho ông nội nó nghe. Để ông nội nó mua cho. Mình cũng vậy, mình niệm Phật mà không xong á, mình niệm Phật không đúng cách á, thì cũng giống vậy đó, hiểu không nè? Mình phải hiểu cho tới nơi tới chốn. Phật nói giáo pháp của Phật, Phật thuần một vị thôi. Ngay cả cái niệm Phật đầu tiên mình phải hiểu, để rồi sau này có ra niệm Phật. Như vậy á, nói cho cùng cái căn bản niệm Phật với thiền nó khác nhau chỗ nào? Hả? Nó khác nhau chỗ nào? Niệm Phật có phải là bắt đầu từ đây không? Rồi thiền cũng phải bắt đầu từ đây không? Đúng không nè? Mấy đứa hiểu chưa? Đứa không hiểu thì thầy nói lại. Phải bắt đầu từ đây, niệm Phật hay thiền, kể cả sau này gọi là mật tông á, miệng niệm chân ngôn là khẩu mật, tai bắt ấn là thân mật, ý duyên thông pháp giới là ý mật, tam mật duyên thông thì tu mật mới được. Thì ý duyên thông pháp giới chạy khỏi cái này không? Thành ra mình mới biết là cái nào nó cũng có căn bản một gốc giống nhau, tùy theo cái cách diễn dịch mà nó khác nhau. Chứ không phải mà muốn tu có một đường này, biết không? Ví dụ muốn tu có một đường này không? Rồi sao nữa? Muốn tu có một đường này, tu đi đường khác ai làm gì tôi? Tôi đi sao tới thôi. Làm gì có vụ muốn tu có một đường này? Nếu muốn tu có một đường này á, thì Đức Phật không cần phải nói nhiều thứ, nói một cái thôi, đúng không nè? Muốn tu có một đường này, tôi đi đường khác ai làm gì tôi? Tôi đi miễn tới thôi. Nếu như mà mình học được, thầy nói mấy đứa có thể nghe được ở chừng này thôi, rồi đọc sách, rồi một thời gian mình thấy là nó có khác nhau chỗ nào chứ. Cái gọi là chánh niệm hay niệm Phật thì dù bây giờ thì trì chú hay là trì thiếm gì đó không biết, tu thiền tu vọng gì đó,
Nếu mà thiếu cái chánh niệm thì còn cái gì nữa không? À, bắt đầu từ đây mà ra, từ đây mà ra. Nếu thiếu cái này, thiếu cái chánh niệm, thiếu cái sự tỉnh thức, thiếu cái giác ngộ thì còn còn cái gì nữa không? Ông đó ông trì chú mà con mắt ông láo liên à, tin nổi không? Trì chú mà con mắt láo liên à, tụng kinh gì đâu mà dòm lung tung hết trơn à, tập trung được không? Cái đó có gọi là tụng kinh được không? Phật nói kinh cho mình nghe, mình thực hành, không chịu thực hành đọc ngược lại cho ông nghe rồi nó có phước gì nữa. Ví dụ như mình sai một đứa bé, sai chú Tiểu, cô Diệu gì đó, con đi qua bên kia đường, cầm tiền cho chắc ngang, đi coi chừng xe chạy qua chạy lại, đi từ từ, qua bên bển mua chai nước tương loại gì đó. Đó, thì thay vì đứa bé nó nghe lời, nó nhớ là cầm tiền cho chắc, đi cẩn thận nhìn xe nè, qua tới bên kia đường mua chai nước tương loại đó đó xách về, nó không chịu, nó cầm mình nó đọc giống như đọc đọc kinh mình vậy đó, cầm tiền cho chắc là đi coi chừng xe ngồi bị xe đụng tốt. Thì cái nào tốt hơn? Cũng như vậy, Phật nói kinh cho mình thực hành không chịu, đọc ngược rồi cho Phật nghe kêu có phước á. Có phước không? Có không? Ai nói không? Thay vì cái giờ đó đó đi coi tivi hay làm gì mình đọc kinh vẫn có phước hơn. Nhưng mà nó nhỏ như vậy thôi, chứ nó không được nhiều. Nó có chứ, thay vì cái giờ đó đi nói dốc hay là cái gì đó, mình đi đọc kinh thì cũng đỡ. Nhưng mà có nhiêu đây à, ít hơn. Chứ nên nói không có là không đúng, không có cái gì mà không có. Nếu có làm thì có không? Có làm là có kết quả. Phật nói mà như bông hoa tươi đẹp mà có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói. Có làm có kết quả, không làm thì không kết quả nhớ. Nhưng mà cái mình làm có khi mình làm thì nhiều nhưng mà công mình ít. Được chưa? Tóm lại là theo quan điểm của Bắc Truyền, thầy Hạnh Bình sẽ nói rõ hơn về vấn đề này cho mấy đứa nghe. Theo quan điểm của Bắc Truyền là do tranh chấp về quả vị A-la-hán có tương đồng với quả vị Phật hay không, dẫn đến phân phái Phật giáo. Nghe chưa nào? Dạ. Nói không chịu là tập trung nghe, làm cái nó tắt đài luôn khỏi mất công. Thầy cho mấy đứa tự do làm là vậy nè. Theo quan điểm của Nam Truyền là do bất đồng quan điểm về giới luật mà dẫn đến phân phái Phật giáo. Theo quan điểm của Bắc Truyền là bất đồng quan điểm về tư tưởng, đặc biệt là quả vị A-la-hán có tương đồng với quả vị Phật hay không đó, mà bắt đầu từ đó mới sanh ra phân phái Phật giáo. Thì theo mấy đứa đó, mình thấy cái nào nó hợp lý hơn? Và nếu mình nói mình cho rằng à theo Bắc Truyền do bất đồng tư tưởng, thì mình lấy cái gì để mình lý luận vô đây? Ví dụ như thầy nói là nếu mà theo quan điểm của Nam Truyền bất đồng quan điểm về giới luật, tại sao sáu bộ luật nó giống nhau? Còn theo quan điểm của Bắc Truyền là bất đồng quan điểm về A-la-hán, thì A-la-hán nói A-la-hán có những cái này thì thực tế có không? A-la-hán có những điều mà phải chịu sự chi phối của thân thể vật lý, phải người khác nói mới biết. Có những điều A-la-hán không biết, tại vì nó có nhĩ mô vô tri và bất nhĩ mô vô tri. Chứ không phải A-la-hán là ông nhìn ra ông biết hết, giống như là một vị Phật. Đức Phật nhìn là Đức Phật thấy hết, biết hết. Còn vị A-la-hán có nghe nói vị A-la-hán là nhìn là thấy hết không? Nếu A-la-hán mà nhìn thấy hết thì cái ông A-la-hán bị Đại Thiên giết, ông biết không? Ha? Ông biết thì thế nào cũng giết xác ông là ông chùn mất hả? Đó, thành ra mình phải mấy đứa mà đậu khóa chính, mà đậu mấy đứa mà kỳ rồi khóa chính mà viết về cái đề tài này nè, thầy không cần tụi nó nói nhiều, nó nói nửa trang thôi, cái lý luận của phần nó nửa trang là đậu rồi, mà điểm cao trong đó có hai bài điểm rất cao, ghi về cái thầy hỏi là nguyên nhân phân phái của Phật giáo, thì bắt đầu về lấy sách chép hết bên đây vô, xong rồi chép hết bên đây vô nộp lên cho thầy. Thấy cái đó thầy biết không? Rồi giờ chấm chấm gì đây, trò rất 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 nhiều lần vậy, cứ lấy sách ra chép từ trên xuống bên đây rồi chép hết bên đây, rồi còn mấy đứa còn giỏi nữa, bộ phái này bộ phái kia, chủ trương của bộ phái nào chủ trương của bộ phái kia. Thấy cái đó là nguyên nhân dẫn đến phân phái Phật giáo ha. Phải đọc kỹ cái đề là nguyên nhân phân phái Phật giáo. Thấy chưa? Không có chịu, bắt đầu bộ phái này phân ra bao nhiêu bộ phái rồi giáo nghĩa rồi này nọ, lấy sách chép không vô rất. Thầy chỉ cần mấy đứa lý luận ăn thôi là xong. Theo
theo Bắc Việt là như thế này, còn cái quan điểm của tôi này thì cái nào được không nè. Nhưng mà cái quan điểm của mình nó phải có cái lý luận, phải có cái chứng cứ, chứ không phải băng bộng mà tôi thích cái đó tôi cho cái đó vậy thôi nè. Hiểu không? Nếu làm được thì mấy đứa có quyền làm từ bây giờ. Nếu thì có thể làm từ bây giờ. Giờ hỏi làm sao? Đó, nguyên nhân dẫn đến phân phái Phật giáo được chưa? Nguyên nhân phân phái Phật giáo. Đứa nào mà làm bài của thầy đó, hồi sáng bắt ngay cái đề tài là bắt ngay cái tên, tên hoặc là bộ môn thôi phải không? À, tên bộ môn thôi. Thì đứa nào mà làm buồn của sử á, thì có thể chuẩn bị trước cái đề này đi, rồi một hai bữa nữa thầy cho cái đề khác. Còn mấy đứa trước á, thì nó làm cái đề khác. Phật giáo Ấn Độ thời đại Rút Ta đó, chừng trị nó cái tội mà học không cái đề đó cho vừa la vừa chạy đó. À, không bốc trúng mà muốn làm, đứa nào mà không bốc trúng mà muốn làm cứ làm đưa cho thầy coi, cứ làm đưa cho thầy coi, tụi con được quyền cái đó. Là như làm mặc giờ làm đưa cho thầy coi thử coi coi cái làm như thế đó thì được hay không được, nếu được thì được khoảng bao nhiêu điểm, hiểu không? Là mấy đứa được quyền làm chứ, nếu mấy đứa muốn làm như vậy á. Là cái cách làm luận văn, không biết cái môn research methodology, phương pháp luận nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu đã dạy mấy đứa được cái gì thầy không biết. Đây nè thầy, cái cách làm thầy chỉ cho. Cái mở đề là cái đầu tiên là gì? Ghi nè và tập trung nè. Được chưa? A là phần gì? Dẫn vô hỏi vô ngã ra. Trong cái phần này nó đơn giản là nè. Trong cái phần này nó đơn giản là cái lý do mình làm. Cái lý do gì nói về lý do bắt thầm chúng ha. Đúng không? Lý do bắt thầm chúng nó hợp lý không? Trong cái phần dẫn nhập có nghĩa là giới thiệu, đúng chưa nè? Trong cái phần giới thiệu thì mình phải nói được tôi sẽ nói cái gì, được không? Trong cái phần mở bài của mình á, mình sẽ nói được là tôi sẽ nói về cái gì, được chưa? Thầy không cần nhiều, nửa trang trở lại à, là xong cái phần dẫn nhập. Và tôi sẽ nói cái gì và tôi nói như thế nào là xong. Cái phần dẫn nhập làm thế nào để nói được là tôi sẽ nói cái gì và tôi nói như thế nào, được chưa? Cái phần dẫn nhập á, chỉ đòi hỏi có cỡ chừng đó là xong cái phần dẫn nhập, được không? Ví dụ như mình làm một bài văn có mấy loại văn, văn miêu tả nè, yeah. Miêu tả một cái cánh rừng, miêu tả con mèo, miêu tả con chó, miêu tả một người, miêu tả một ngôi trường, miêu tả một cái buổi khai trường, một cái buổi lễ, đó là văn, văn miêu tả, đúng chưa? Vậy tới văn gì nữa? Văn kể chuyện, được chưa? Rồi văn nghị luận, văn chứng minh. Rồi văn nghị luận, văn chứng minh là chứng minh cái điều đó nó có, nó đúng á. Rồi văn nghị luận, và cuối cùng cao cấp nhất là bình luận. Đây là những thể văn, những cách viết văn chứ không phải là phương pháp nghiên cứu, nhớ nha. Cái đám khóa chính là cứ sau đây sẽ dùng phương pháp nghị luận phân tích. Nghị luận phân tích không phải là phương pháp luận. Nó chỉ là những cái cách viết văn mà mình đã được đào tạo từ hồi 12 trở xuống, đúng chưa? Lúc 6 gì đó là tả văn miêu tả. À, nhà tôi có nuôi con chó nhà tôi có cái đầu có 4 cái chân. À, nuôi nó thì là côn thừa canh cặn thôi, mà nó trong nhà đuổi gà đâu cũng được. À, rồi cái thằng kia nó bắt chước, nhà tôi có nuôi một ông nội tôi ăn côn thừa canh cặn thôi cũng đuổi nhà đuổi gà có nhà đâu được đó. Đó, thành ra nè, trong cái phần mở bài, ví dụ như bây giờ mình muốn nói về cái gì á,
thì mở trong mở, mở bài là phải là giới thiệu không? Dẫn nhập có nghĩa là giới thiệu, trong đó phải nói cho được là tôi sẽ nói về cái gì đây nè, và tôi nói như thế nào. Chỉ cần hai cái đó là đạt yêu cầu cái phần dẫn nhập rồi, nhớ chưa? Một điều thầy dặn nè, là chữ nào viết qua, chữ nào không viết qua làm cho đàng hoàng thầy ghét lắm á. Chữ Phật mà không viết qua là cứ chữ trừ điểm, chữ trừ điểm nha. Đem lên bài cho thầy coi mà cái mở đề nó 7 chữ Phật, không có chữ nào nó viết qua, đuổi xuống luôn, nghỉ, không coi bài luôn, đuổi xuống. Tôi ngồi đó nhăn tới nhăn lui, thầy ghét lắm á. Đừng có bao giờ mà gặp thầy mà dẻo dẻo mà cho là được, tôi ghét lắm á. Chữ Phật không chịu viết hoa, ông cố tổ lại thấy bà không xong mà nó không chịu viết hoa nữa. Trong khi nó bát cái nó viết hoa liền rồi. Thứ khu nhà giải trợ. À, chữ nào viết hoa, chữ nào không viết hoa, biết không? Phải biết chứ. Danh từ riêng là viết hoa. Thế nào là danh từ riêng? Tên người, tên địa phương, tên thành phố rồi đó, chỉ một cái một gọi là chữ tăng ni có viết qua không viết qua. Đứa nào nó có đâu giơ tay lên này. Danh tăng ni là danh từ chung hay danh từ riêng? Chung thì viết qua không viết qua. Vậy mà nó quá. Nhớ còn cái phần thân bài nè. Trong cái phần thân bài á, nếu mà làm cái đề này á thì nó có mấy phần? Nó có mấy phần? Phần thứ nhất là theo quan điểm của Nam truyền thì nó như thế này đây, được chưa? Theo quan điểm của Bắc truyền thì nó như thế này đây, là mấy phần rồi? Và cái nhận định của mình rồi xong, kết luận là mình nhấn mạnh cái đề tài, tầm quan trọng của nó nhấn mạnh, nhấn mạnh trong đó dễ. Phân phái của Phật giáo nó khác cái chuyện phân hóa của các tôn giáo khác. Thiên Chúa giáo phân hóa ra thành chính thống giáo, thành tinh giáo đó, rồi ba thứ mà họ tàn sát nhau này. Tàn sát nhau, tinh lành Bắc Ái Nhĩ Lan về Thiên Chúa giáo là họ giết nhau đó. Rồi chính thống giáo Liên Xô, Anh giáo của họ không có chơi chung với nhau, và họ tàn sát nhau. À, cùng chung một chúa đó mà chơi bấy hết trơn. Hồi giáo cũng vậy, hồi Shia đó là họ giết nhau, cho nổ bom rồi giết. Riêng Phật giáo mặc dầu phân phái, chỉ Phật giáo phân phái chỉ khác nhau về phương pháp tu tập, nhận định lời dạy của Đức Phật, phương pháp tu tập, cách tiếp cận lời dạy Đức Phật khác nhau, hoặc có thể sống chung hòa bình với nhau. Không có cái chuyện mà Phật giáo hồi nào giờ phân phái mà dẫn đến là đổ máu. Trang thế kỷ thứ 7, Huyền Trang qua bên Ấn Độ, Huyền Trang thấy các thầy khác bộ phái ở chung chùa. Việt Nam cũng vậy, đúng không? Phái thì có thể khác nhau, học chung lớp cũng được, ở chung chùa cũng được, ăn cơm chung cũng được, rồi chửi chung cũng được. Chửi lộn á, chia phe ra. Thì Phật giáo có phân phái, nhưng không phải phân phái của Phật giáo giống như sự Phật. Họ phân phái là dẫn đến có thể tàn sát. Không. Trong Phật giáo phân phái chỉ là sự khác biệt về tư tưởng, về cách tiếp nhận lời dạy thực hành, tiếp cận lời dạy thực hành khác nhau, chứ không có cái chuyện mà tàn sát nhau. Được chưa? Đủ chưa? Nghỉ. Bao nhiêu trang? Cái phần kết luận, cái phần mở bài là có không tới nửa trang cho tới nửa trang là xong rồi, đó phải không? Rồi cái phần kết luận cũng cỡ chừng ấy. Kết luận là không được trích dẫn, nhớ chưa? Kết luận là cái riêng của mình nè. Kết luận là không được trích dẫn, nhớ chưa? Đứa nào mà làm mà kết luận mà trích dẫn là sai phương pháp đấy. Kết luận là của riêng mình rồi, không còn trích dẫn của ai nữa chứ. Đó, rồi chưa? Rồi mấy cái phần kia là mình được quyền trích dẫn, cái phần ở chính giữa là được quyền trích dẫn. Thì cái phần kết luận là nửa trang, không tới nửa trang là tính ra được mấy trang rồi. 10 điều phi pháp mà liệt ra cái được mấy trang rồi. Thành ra chỉ cần trong chính giữa là 4 cho 5 trang cho tới 6 trang. Chính giữa cái ruột á,
đầu hết trang, đuôi hết trang rồi, chính giữa 5 trang nữa là được mấy trang, 7 trang, 6 trang thì được mấy trang, 8 trang cỡ chừng đó đủ, đừng có viết nhiều, chưa viết tầm 7 3 độc mịch. Khoan đã, chưa gì hết rồi. Mấy đứa học năm đầu, mấy đứa học năm đầu thầy coi, thầy coi cho, nhưng mà cái môn của thầy đó, đứa nào làm xong đưa lên cho thầy coi, rồi kể cả mà bài thi á, tới ngày thi thì thầy sẽ nhấn mạnh cái chỗ nào thi, chỗ nào không thi, soạn bài có thể đưa lên cho thầy coi trước, mình soạn cái bài thi đó, nhưng mà đều không, đừng có bắt chước mấy cái vết xe cũ là một đứa soạn bài rồi photo rồi nhiều đứa học, làm cái thằng thầy là rất là mau thuộc, đọc tới đọc lui là cái này đã đọc rồi. Đó là đọc một hồi là ra là nhiều bài giống nhau là cho đi nguyên xuồng luôn vậy nè. Đó. Ai làm sao tôi làm vậy đó, ai làm bậy tôi làm theo. Chúng sanh vô biên thù. Phiền não vô tận. Hey.